Ngày 8 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị lần thứ 21 mở rộng. Hội nghị tập trung thảo luận cho ý kiến 3 nội dung quan trọng gồm dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận trong 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị cũng xem xét cho ý kiến về dự thảo chỉ thị của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết 98. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh vào đợt tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết 98. Đây cũng là cơ hội để Thành phố Hồ Chí Minh hành động quyết liệt vì sự phát triển của thành phố. Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, việc Quốc hội thông qua một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh là cơ hội lớn để tháo gỡ các điểm nghẽn. Nghị quyết lần này tạo bước chuyển đột phá trong huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy thành phố phát triển nhanh bền vững. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, qua trao đổi, Thủ tướng đồng ý làm trưởng ban chỉ đạo này. Vì việc thí điểm cơ chế chính sách để tạo đột phá cho đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh được chọn thực hiện thí điểm, chứ không phải cho riêng thành phố. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên yêu cầu cần nghiên cứu thật kỹ, thấm nhuần sâu sắc nghị quyết để triển khai hành động, không chần chừ, do dự vì không có đủ thời gian để làm những động tác thừa nữa. Về tình hình kinh tế xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong quý 1 tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh giảm sâu do nhiều tác động, trong đó trong quý 2, tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển biến đáng khích lệ. GRDP 6 tháng đầu năm đạt 3,55%. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng đánh giá bước vào năm 2023, cùng với việc đánh giá, kiểm điểm nghiêm túc công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai đồng bộ quyết liệt, khá toàn diện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Nên nêu gợi mở, từng đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thảo luận dân chủ, bám sát tình hình thực tế và đề xuất các giải pháp thời gian tới sâu sát. Qua đó, giúp cho công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành ngày càng hiệu quả hơn. Quá trình thảo luận cần nhận rõ những điểm sáng từ sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm từ cấp cơ sở đến cấp thành phố để phát huy. Cùng với đó mạnh dạn chỉ ra những điểm mờ, hạn chế, yếu kém, những đùn đẩy né tránh trì trệ với địa chỉ con người cụ thể để đề xuất giải pháp khắc phục.